Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em về thêm một chiếc xe Mazda CX-5. Chiếc này của em là bản 2.0, sản xuất năm 2018, màu xanh, biển số Hà Nội, 30F204.94. Chiếc xe này của em thì còn khá là mới, mới chạy được có hơn 40.000 km thôi. Lốp vẫn còn theo xe và lốp sơ cua thì chưa hạ. Đó. Chủ Hà Nội rất là giữ gìn. Cơ bản nữa là chiếc xe này chủ họ rất là giữ nên nước sơn của nó còn khá là đẹp. Nếu như anh chị mà thường xuyên theo dõi em qua các kênh Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Sóng Thảo thì anh chị sẽ thấy được cách đây khoảng tầm 2-3 ngày thì em có mua được chiếc xe này. Hôm nay thì em mới lên được video để cho mọi người xem. Dạo này em cũng khá là bận nên không lên được nhiều clip, mong mọi người thông cảm. Chiếc xe này thì màu xanh rất hợp với anh chị nào có mệnh thủy, hoặc là các anh chị nào mà thích màu xanh thì có thể tham khảo chiếc xe này bản 2.0. Giá cả của nó khá là vừa tiền, trong cái tầm tiền nếu như mà trên dưới 700 đến 800 triệu thì để mua được một chiếc xe đẹp, màu mè, còn tươi như này thì cũng không có nhiều trên thị trường đâu ạ. Đặc biệt là màu xanh này cũng không có nhiều đâu ạ. Đúng rồi. Hỗ trợ ấy lùi kìa. Địa chỉ cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội anh chị nhé. Anh chị có thể ở gần thì có thể bớt chút thời gian qua bên đây xem xe, trải nghiệm thực tế về chiếc xe này luôn. Còn nếu không anh chị ở xa thì có thể xem qua hình ảnh, hoặc là cần hình ảnh chiếc xe thì em sẽ gửi hình ảnh cho anh chị xem về hình ảnh của chiếc xe. Ở tỉnh thì em có thể bao test cho anh chị. Nếu như anh chị đặt cọc mua xe thì bên em có thể giao xe toàn quốc cho anh chị. Sau đó thì đến nơi anh chị có thể check hãng, check lịch sử thoải mái ạ. Mua xe của bên em thì sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng. Chiếc này thật sự là còn khá là mới. Đây, lốp sơ cua chưa hạ, nguyên bản. Cốp điện đó, bản 2.0 nhưng vẫn được trang bị cốp điện. Hàng ghế thứ hai còn khá là mới, rất là giữ gìn. Đây là ghế lái của chiếc xe, không hề bị bẹp hay là móp mép gì cả. Đó, khá là ổn. Để nổ start top. Ở đây thì có đồng hồ công tơ mét. Hiện tại chiếc xe này của em chạy được 43.000 km ạ. 43.000 mọi người nhá. Đây ạ, các cái phím bấm ở đây thì còn rất mới luôn. Chủ xe cơ bản là người ta giữ ạ. Một chiếc xe nếu như mà được chủ xe giữ gìn thì nó rất là mới. Về cơ bản như chiếc này thì em thấy là ok này. Các cái ở đây nó không hề bị xước sát một chút nào, giữ gìn. Những hốc này nó khá là sạch sẽ. Chiếc xe này thì bên em đã cho đánh bóng phủ ceramic rồi, nhìn rất là mới. Nên là quý anh chị có thể đến xem xe thực tế luôn và có ưng thì có thể lấy xe được luôn ạ. Đấy, các cái tắp ly ở đây cũng còn rất là mới này. Đó, ổn định. Trong cái phân khúc và trong cái tầm tiền thì quý anh chị có thể lựa chọn sang CRV hay là các cái dòng như là Tucson. Tuy nhiên là Mazda CX-5 lại là một trong số những chiếc xe mà đắt khách nhất, ăn khách nhất, bán chạy nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cái chi phí bảo dưỡng sửa chữa của chiếc CX-5 này rất là ít, nhẹ nhàng, đơn giản, cho đến form dáng của nó rất là trẻ trung và đẹp, năng động. Đặc biệt nhá, nếu như anh chị em cũng có nói một lần qua cái TikTok của em, nếu như anh chị là nữ thì nên lựa chọn CX-5 đó. Hoặc là nếu cá tính hơn một chút thì chúng ta có thể lựa chọn Tucson. Tuy nhiên là mỗi người một sở thích thôi. Đó. Hiện tại chiếc CX-5 sản xuất năm 2018, màu xanh, nội thất màu đen, biển số Hà Nội, chạy 43.000 km này của bên em đang bán với giá là 795 triệu. 795 triệu quý vị và anh chị nhé.
Chi tiết thì anh chị có thể inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Sống Thảo. Bên em có thể hỗ trợ anh chị vay đến 70%. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Chi tiết thì mọi người có thể alo cho em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn ạ.